chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà một số địa phương khác cũng đang dần hết hai loại vaccine sởi và DBT. Tuy nhiên nghịch lý là trong kho của các đơn vị sản xuất vẫn có hàng triệu liều. Lạm phát tại Mỹ vẫn tiếp tục duy trì ở mức độ cao trong tháng 8 khi chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 705 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của cải cách hành chính. Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, trụ cột quan trọng trong xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động. Báo cáo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 nghị định, 21 nghị quyết, 46 quyết định, 106 văn bản chỉ đạo điều hành. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa được 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan. Cùng với đó, cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được đưa vào vận hành, cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách. Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 trên 5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực, chiếm 13,47%, giúp giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội dung cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo điều hành. Việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở cả cấp trung ương và địa phương đã được triển khai. Riêng trong 8 tháng năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,56 triệu văn bản. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đã được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ ngành, địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tập trung thảo luận, đánh giá tổng thể khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua. Kết quả đạt được, những việc chưa làm được,
đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2025, bảo đảm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả thực chất công tác này. Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Thảo luận tại phiên họp, cơ bản đồng tình với nhiều nội dung được nêu trong các báo cáo. Nhiều đại biểu đã tập trung cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Các đại biểu đề nghị báo cáo phân tích cụ thể, sâu sắc hơn về tính chất, mức độ tội phạm để tìm ra nguyên nhân chủ yếu, qua đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn những vụ án có tính chất nghiêm trọng. Trong đó đáng chú ý là sự gia tăng các hành vi bạo lực, bạo hành, các hành vi phạm tội đối với những hình thức tàn ác mà dư luận xã hội cũng đã phản ánh và hết sức lên án, đặc biệt là hành vi phạm tội đối với trẻ em. Về công tác phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế buôn lậu, trong những năm qua, tình hình tội phạm trên các lĩnh vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, đấu thầu, đấu giá tài sản, với hành vi tập trung vào những khâu như thẩm định giá, thẩm định thầu, thao túng giá trúng thầu, nâng giá nhiều lần. Các đại biểu đề nghị báo cáo làm rõ thêm nguyên nhân vì sao thời gian qua rất nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn, nguy hiểm đã được xử lý quyết liệt, nghiêm khắc, có tính răn đe cao nhưng hoạt động tội phạm này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Thưa quý vị, đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán nhà ở xã hội. Đây là nội dung có tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến. Cụ thể thì tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung phương án bên mua bên thuê nhà ở xã hội được bán sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua theo quy định. Phương án 2 bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở nhưng bên mua bên thuê nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua theo quy định. Cả hai phương án này, bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân. Sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và Chính phủ có nghị quyết cho phép dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục, bốn địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đã nhanh chóng nhập cuộc để dự án sớm được triển khai. Trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu bắt đầu từ tháng 10 tới đây sẽ giải phóng mặt bằng. Hiện các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị các bước để kịp tiến độ đề ra. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua thành phố Thủ Đức 14,7 km, trong đó đoạn qua phường Long Trường khoảng 4,7 km. Thống kê toàn phường có 96 hộ dân bị ảnh hưởng, số hộ không nhiều, nhưng phường Long Trường đang gặp khó khăn do công tác thu thập pháp lý, thông tin thửa đất và việc thông báo cho dân còn chậm. Đối với phường sẽ quyết tâm phối hợp với các đơn vị chức năng, các phòng ban để làm sao có đầy đủ hồ sơ và thông báo cho người dân kịp thời đúng theo thời gian quy định, và cũng quyết tâm là thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban phường sẽ cố gắng phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm công tác tuyên truyền và sẽ cố gắng vận động người dân. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 30 tháng 9 này các địa phương phải bàn giao hồ sơ, cọc giải phóng mặt bằng. Đây là cột mốc rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ lập đồ án điều chỉnh các quy hoạch liên quan bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong khi tiến độ nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào phê duyệt RAN, phê duyệt dự án khả thi để có cơ sở thực hiện sớm giải phóng mặt bằng. Cố gắng làm sao là đến cuối năm nay là cái RAN phải rõ, chính sách bồi thường hỗ trợ là phải được công bố để đầu năm sau là chúng tôi triển khai cái công tác bồi thường hỗ trợ cho dân. Về cơ bản thì rất là tốt. Ngay trong tháng 9 này thì chúng ta cũng được một cái cơ chế rất là đặc biệt là thành phố sẽ duyệt cái RAN dự án. Trước đây nếu theo quy định là sẽ duyệt sau khi có những khả thi vào tháng 11, thì bây giờ chúng ta duyệt trước cái phần các cái RAN để phục vụ ngay công tác bồi thường mặt bằng. Dự án vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Ước tính có đến 91% đất phải bồi thường là đất nông nghiệp. Địa hình đi lại khó khăn, đất đã chuyển nhượng qua nhiều người, không phải người dân địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đã lập nhiều tổ công tác đặc biệt và đẩy mạnh tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Phải nói cho dân hiểu, dân thông, dân thực hiện, cho nên người dân họ đồng thuận với mình là mọi thứ ổn. Mà làm đường thì nghe có dễ như dễ đồng thuận, nhưng nó đụng tới từng người dân. Cái chuyện mà giá cả đền bù có thể chúng ta thống nhất, nhưng cái tình cảm mà rời bỏ một cái vị trí, một cái miếng đất không đơn giản chút nào.
Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài 76 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Dự án cũng được chính phủ cho phép rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục để bốn địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến từ tháng 10 sẽ giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2023 nhận bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Dự án cũng đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến đường vào tháng 10/2025. Tiếp tục bản tin là thông tin giá cả thị trường trong ngày hôm nay 15 tháng 9. Giá heo hôm nay 15 tháng 9 tăng giảm 2.000 đồng một kg ở hai miền Bắc và Nam. Tại các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận quá nhiều thay đổi. Mức giá cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại Thái Bình là 68.000 đồng kg. Còn tại khu vực các tỉnh miền Trung, giá neo tại mức 65.000 đồng kg. Trong khi giá tại miền Bắc và Trung không nhiều biến động thì giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam tăng 2.000 đồng kg. Giá hôm nay dao động ở mức từ 59.000 đến 62.000 đồng kg. Giá lúa gạo hôm nay 15 tháng 9 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo. Thị trường giao dịch sôi động, giá cao, nhu cầu mua nhiều. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 đang ở mức 8.250 đồng đến 8.300 đồng một kg, tăng 50 đồng một kg. Gạo thành phẩm IR504 8.850 đồng đến 8.900 đồng một kg, tăng từ 50 đến 100 đồng một kg. Tương tự, giá mặt hàng phụ phẩm cũng tăng từ 50 đến 150 đồng một kg. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, nhu cầu với gạo Việt Nam ngày càng tăng có thể thúc đẩy giá gạo tăng theo. Hiện Việt Nam vẫn đứng sau Ấn Độ và Thái Lan về xuất khẩu gạo sang các thị trường toàn cầu. Giá thép hôm nay ghi nhận giá thép trong nước tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp từ 31 tháng 8, tăng mạnh nhất là gần 900.000 đồng một tấn. Thép Việt Nhật tăng lần lượt là 880.000 đồng một tấn và 470.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại thép này lần lượt là 15,2 triệu đồng một tấn và 15,22 triệu đồng một tấn. Như vậy, đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá thép trong nước kể từ ngày 31 tháng 8 với tổng mức tăng khoảng 2 triệu đồng một tấn. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dự kiến trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì vào 14 giờ chiều nay 15 tháng 9, các trường sẽ tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Một số trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong tối nay 15 tháng 9, gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố này đã hết hai loại vaccine sởi và DBT, bạch hầu, ho gà và uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng và đã gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị phân bổ thêm. Không chỉ thành phố này mà một số địa phương đã bao gồm cả Hà Nội cũng đang dần hết hai loại vaccine này. Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là trong kho của các đơn vị sản xuất vẫn có hàng triệu liều. Trạm y tế xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội tiến hành tiêm chủng theo lịch cho trẻ vào thứ tư hàng tuần. Các loại vaccine để tiêm cho trẻ bao gồm SII, IPV, OPV, sởi, sởi rubella. Riêng vaccine DPT, bạch hầu, ho gà, uốn ván đã hết từ tháng 4 nên nhiều trẻ đã bị trễ lịch tiêm chủng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ từ đầu năm đến nay rất thấp. Thứ nhất là cái vaccine DBT để tiêm nhắc lại cho trẻ từ 18 đến 24 tháng là từ tháng 4 đến nay là cũng chưa được cấp. Đấy nên là cái tỷ lệ này là cũng thấp. Thế và một số trẻ là cũng đi tiêm dịch vụ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hai loại vaccine sởi và vaccine DBT hiện đã được sử dụng hết. Ngày 31 tháng 8, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo kho vaccine cũng hết hai loại này. Hai vaccine này do hai đơn vị trong nước sản xuất, gồm vaccine sởi do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac sản xuất và vaccine DPT do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC sản xuất. Theo Polivac, tháng 2 đơn vị này đã nhận được kế hoạch mua vaccine từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong đó dự kiến 1,8 triệu liều vaccine sởi. Hiện đơn vị này cũng đã sản xuất xong và hoàn tất thủ tục kiểm định quốc gia với 1,5 triệu liều và có thể xuất xưởng bất cứ lúc nào. Hiện nay các cái thủ tục để ký kết hợp đồng các bên đang được triển khai để tiến hành. Thì sau khi có được ký kết hợp đồng thì chúng tôi sẽ cung cấp được ngay. Chắc chắn là khi mà trẻ em đến cái độ tuổi tiêm chủng mà không được tiêm thì sẽ rất là nguy cơ mà các cháu sẽ bị nhiễm bệnh.
Và khi mà những cái bệnh này là cái bệnh gây dịch mà một số đông trẻ em mà không được tiêm chủng thì dịch sẽ dễ dàng xảy ra. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, việc thiếu vaccine đang xảy ra tại một số địa phương. Các loại vaccine hiện đang sử dụng được gối đầu từ dự trữ của năm 2021. Vaccine được lập kế hoạch cung ứng trong năm nay vẫn đang trong quá trình thực hiện. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các bộ cục của Bộ Y tế, các nhà sản xuất vaccine trong nước để có thể sớm thực hiện được cái kế hoạch cũng như là cung ứng vaccine theo cái kế hoạch của năm 2022. Và trong thời gian tới khi mà cung ứng được cái vaccine này thì chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng cung cấp, phân phối cho các địa phương để có thể tiến hành triển khai tiêm bù, tiêm vét cho các cái trẻ mà chưa được tiêm chủng trong cái giai đoạn thiếu vừa qua. Tuy vaccine đang có sẵn trong kho nhưng không thể mua bán, cung ứng do vướng thủ tục theo quy định, trong khi tại hàng loạt điểm tiêm đã hết vaccine tiêm chủng cho trẻ. Việc tiêm hai loại vaccine này đúng lịch, đầy đủ rất quan trọng để tạo được miễn dịch sớm, bảo vệ trẻ không bị mắc bệnh, ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát. Hôm nay, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trên không gian số và triển khai chương trình truyền thông du lịch Đà Nẵng. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, sau một năm triển khai giai đoạn 1, dự án Một Chạm đến Đà Nẵng có hơn 18.000 lượt trải nghiệm. Giai đoạn 2 của dự án, phiên bản được nâng cấp với độ chính xác cao, mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Với mục tiêu số hóa các điểm đến, năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng tập trung triển khai truyền thông theo 3 nhóm hoạt động gồm nâng cấp, bổ sung giai đoạn 2, công nghệ thực tế ảo, VR360, các điểm tham quan giải trí tại Đà Nẵng, ra mắt công nghệ vũ trụ ảo Metaverse Đà Nẵng, tăng cường hiệu quả truyền thông du lịch Đà Nẵng thông qua việc hiện diện trên các kênh quảng bá của hệ thống truyền hình, gia tăng tiện ích dành cho du khách trên nền tảng du lịch thương mại điện tử. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2022. Chương trình hội diễn văn nghệ lần thứ 3 do Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào sáng nay, đúng vào dịp kỷ niệm ngày 15 tháng 9. Phó Tổng Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang nhấn mạnh, sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa nghệ thuật bị tạm dừng. Năm nay nhân kỷ niệm 77 năm thành lập ngành, Đảng ủy và Ban lãnh đạo cơ quan đã quyết định tổ chức hội diễn văn nghệ lần thứ 3, tạo cơ hội để đoàn viên Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, phát động phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó tạo khí thế phấn khởi trong lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Theo ban tổ chức, hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam năm nay quy tụ hơn 400 diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn 29 tiết mục của đơn vị trong ngành. Thủ tướng Thụy Điển đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua, mở đường cho một chính phủ cánh hữu lên lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này. Lạm phát tại Mỹ vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 8, khi chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hải quân Nga và Trung Quốc tuần tra chung trên Thái Bình Dương. Nga và Trung Quốc triển khai biên đội tàu chiến tuần tra diễn tập chung trên Thái Bình Dương nhằm tăng cường hợp tác. Tàu chiến Nga và Trung Quốc đang tiến hành cơ động chiến thuật hiệp đồng, diễn tập trực thăng và bắn đạn thật trên Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra chung này nhằm củng cố hợp tác hải quân song phương, duy trì hòa bình và ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương, giám sát đường bờ biển và bảo vệ khu vực kinh tế hàng hải của hai nước. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết hôm nay. Video do quân đội Nga công bố cho thấy tàu chiến Nga và Trung Quốc di chuyển theo đội hình trên biển, trong khi trực thăng di chuyển giữa các chiến hạm. Lực lượng Nga được huy động hạm đội Thái Bình Dương, dẫn đầu bởi hộ vệ tên lửa Nguyên soái Sapochnikov, hộ vệ hạm Anda Sidenshapov, Gromky và Soversenny, cùng tàu tiếp dầu Pachanga. Trung Quốc cử một tàu khu trục hạng nặng lớp Type 055, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A và một tàu tiếp vận đa năng. Hiện chưa rõ nhóm tàu chiến Nga và Trung Quốc diễn tập ở khu vực nào trên Thái Bình Dương. Hải quân Nga hồi tháng 10 năm ngoái tổ chức đợt tuần tra chung đầu tiên với Hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương, trong đó biên đội tàu chiến hai nước cùng đi qua eo biển Sugaru nằm giữa đảo chính Nhật Bản và đảo Hokkaido. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn căng thẳng do tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Tokyo cũng có tranh chấp lãnh thổ với Moscow liên quan đến quần đảo Kuril được Nhật gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.
Trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 91 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc CRC diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã có phiên đối thoại về tình hình thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em tại Việt Nam. Trong phiên họp này, các thành viên Ủy ban CRC đều hoan nghênh thành tựu đạt được của Việt Nam trong lĩnh vực quyền trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Ủy ban CRC đã đánh giá rất cao về quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Việt Nam đối với báo cáo quốc gia định kỳ lần thứ 5 và thứ 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và báo cáo trả lời danh mục các nội dung quan tâm của Ủy ban CRC. Trong việc bảo đảm. Tại phiên họp lần này, thì Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, các thành viên và các tổ chức dân sự xã hội cũng đã đặt ra hàng trăm câu hỏi có liên quan, và đoàn Việt Nam thì cũng đã trả lời với cái tinh thần rất là cởi mở, thẳng thắn, cũng rất là trách nhiệm và cũng đi vào trọng tâm, đồng thời thì cũng thể hiện được các cái nội dung cụ thể có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện cái Công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể, Ủy ban CRC đánh giá cao Việt Nam về những tiến bộ trong xây dựng và sửa đổi luật pháp, đặc biệt là luật trẻ em năm 2016 so với luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc gắn giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và phát triển bền vững. Ủy ban cũng quan tâm đối với các vấn đề mới liên quan đến quyền trẻ em trong bối cảnh có nhiều thay đổi. Đặc biệt từ năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, trong đó có việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Qua tất cả các kỳ báo cáo, thì Việt Nam đều được đánh giá cao về tinh thần thẳng thắn và cầu thị. Và Việt Nam cũng có những cái nỗ lực cụ thể để mà thực hiện các cái khuyến nghị của Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt là Ủy ban này cũng đánh giá cao cái việc là chúng ta có những cái kế hoạch và sự phân công cụ thể cho các cấp, các ngành, đặc biệt cho các bộ ngành có trách nhiệm về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, để làm sao mà chúng ta thực hiện được tốt nhất những cái khuyến nghị của Ủy ban. Sự tham gia nghiêm túc của Việt Nam trong cơ chế đối thoại của Ủy ban CRC cho thấy Việt Nam đã thể hiện là một nước thành viên tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, góp phần triển khai đường lối đối ngoại chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Hôm qua, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần qua. Diễn biến này đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ cánh hữu lên lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Andersson, đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội cầm quyền, đã thừa nhận thất bại trong bầu cử. Bà Andersson nêu rõ sẽ đệ đơn từ chức trong ngày hôm nay 15 tháng 9. Tôi sẽ đề nghị quốc hội miễn nhiệm chức vụ thủ tướng. Trách nhiệm thực thi các tiến trình tiếp theo sẽ thuộc về Chủ tịch quốc hội và quốc hội. Theo kết quả kiểm hơn 90% số phiếu bầu, Liên minh 4 đảng cánh hữu và cực hữu ở Thụy Điển hiện nay giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại quốc hội, cao hơn 3 ghế so với phe trung tả của Thủ tướng Andersson. Kết quả chính thức có thể được xác nhận vào cuối tuần này. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó thì có việc tháo gỡ những trở ngại còn tồn tại nhằm phát huy tối đa hiệu quả của sáng kiến Biển Đen trong việc đưa ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine và Nga ra thế giới. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin chi tiết từ trụ sở Liên Hợp Quốc. Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký Guterres cho biết ông đã có cuộc điện đàm tích cực với Tổng thống Putin. Theo ông Guterres, tính tới thời điểm này, sáng kiến Biển Đen đã giúp khơi thông nguồn cung lương thực và phân bón từ các cảng của Ukraine tới các nơi trên thế giới, qua đó góp phần quan trọng hạ nhiệt giá cả toàn cầu. Tuy nhiên, việc tháo gỡ những trở ngại liên quan đến xuất khẩu phân bón của Nga cũng hết sức cần thiết và có ý nghĩa sống còn để đối phó với nguy cơ thiếu hụt lương thực toàn cầu. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin và ông Guterres đã thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cùng xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Theo các nguồn tin từ cả Nga và Liên Hợp Quốc, hiện Liên Hợp Quốc cũng đã khởi xướng các cuộc thảo luận về việc mở lại đường ống dẫn khí ammonia từ Nga tới cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen. Đường ống này bị đóng từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24 tháng 2.
sáng kiến Biển Đen thực sự đã cứu giúp nhiều nước tránh được nguy cơ rơi vào nạn đói, đặc biệt trong bối cảnh thế giới còn chưa thể hồi phục sau đại dịch COVID-19 và nhiều cuộc xung đột, khủng hoảng khác xảy ra ở khắp nơi. Hy vọng những nỗ lực của Liên Hợp Quốc, đặc biệt của Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ khiến sáng kiến Biển Đen được duy trì, phát huy hiệu quả và sớm được tiếp tục gia hạn sau 120 ngày đầu tiên. Hải Vân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga thêm 6 tháng đến giữa tháng 3 năm sau. Trước đó, thì châu Âu cũng đã đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận ưu tiên cấp thị thực cho công dân Nga và EU sau 15 năm áp dụng. Hội đồng châu Âu ra thông báo nêu rõ các biện pháp hạn chế của EU đối với hơn 1.200 cá nhân và 108 thực thể của Nga sẽ được kéo dài từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Các biện pháp này bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân, đóng băng tài sản và cấm thành lập các quỹ hoặc nguồn lực kinh tế khác cho các cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách trừng phạt. Trước đó, hôm 9 tháng 9, Hội đồng châu Âu cũng đã chính thức thông qua quyết định đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận ưu đãi cấp thị thực giữa EU và Nga được ký hồi năm 2007. Đây là những bước đi cứng rắn mới nhất của châu Âu đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Bên cạnh việc trừng phạt các chính trị gia cấp cao, các nhà tài phiệt, quân đội và tuyên truyền viên, EU cũng đã áp dụng các biện pháp chưa từng có nhằm vào nền kinh tế và các thị trường mà Moscow có thể tiếp cận, hướng đến mục tiêu làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Điện Kremlin. Ngày hôm qua, Trung Quốc và Kazakhstan đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại và năng lực sản xuất đến cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc hội đàm tại thủ đô Nur-Sultan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống nước chủ nhà Kassym Jomart Tokayev đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm đảm bảo sự ổn định tại khu vực Trung Á. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, cũng như thúc đẩy hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, năng lượng, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước cũng đã ký tuyên bố chung nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương. Sau Kazakhstan, Chủ tịch Trung Quốc đã tới thăm chính thức Uzbekistan, nơi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 22 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lạm phát tại Mỹ vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 8, khi mà chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng trên 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố trong bối cảnh nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn và có thể là sẽ kéo dài đến sang năm. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, CPI nước này trong tháng 8 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn thấp hơn so với các mức tăng 9,1 và 8,5% trong tháng 6 và tháng 7. Nếu không tính giá năng lượng và thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng của các loại hàng hóa khác hay còn gọi là CPI cốt lõi tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó cho thấy áp lực tăng giá cả hàng hóa đang diễn ra trên diện rộng. Bên cạnh đó, lạm phát dù có dấu hiệu hạ nhiệt ở một số ngành công nghiệp, song mức độ giảm không đồng đều và không chắc chắn về dài hạn. Giới phân tích nhận định, lạm phát tại Mỹ hiện đang chững lại do giá xăng dầu giảm, song vẫn có thể tăng trở lại trước sức ép giá cả tới từ các mặt hàng quan trọng khác như thực phẩm, đồ gia dụng và y tế. Những số liệu này cũng sẽ là cơ sở để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra những chỉ hướng cho nền kinh tế Mỹ trong phiên họp định kỳ diễn ra vào tuần tới. Cứ mỗi mùa thu, từ điển Merriam-Webster của Mỹ lại cập nhật thêm danh mục từ mới. Năm nay thì có thêm 370 từ, gồm 9 từ về thực phẩm và bánh mì là một trong số đó. Theo định nghĩa của từ điển này, bánh mì là loại sandwich thường có vị cay trong ẩm thực Việt Nam. Nó được tách ra và có nhân kẹp bên trong, thường là thịt lợn, gà và các loại rau muối, dưa leo, ngò. Chiếc bánh mì phở cũng là chính thức xuất hiện trong từ điển này vào năm 2014. Tiếp theo bản tin sẽ là phần tin thể thao.